Hôm nay ngày 28 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên và Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động. Các bị cáo gồm Đào Thị Phượng, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hoa và Trần Hữu Dư, nguyên phó giám đốc chi nhánh và cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tiên Lữ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Trần Thị Tố Uyên, nguyên đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ, thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động. Lê Ngọc Anh, nguyên công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu. Nguyễn Đức Huân, nguyên viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Hưng Yên. Hoàng Quang Hướng, nguyên công chức Địa chính Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập huyện Khoái Châu. Bùi Thị Khanh, nguyên cộng tác viên Văn phòng Công chứng B9. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2023, lợi dụng chức vụ quyền hạn và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn liên quan đến thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục tính thuế, các bị cáo Phượng, Uyên, Ngọc Anh, Hùng, Huân, Dư, Hoa đã có hành vi thỏa thuận và nhận tiền ngoài quy định của một số cá nhân, trong đó có bị cáo Hướng và Khanh để làm nhanh các thủ tục. Trong vụ án này, các bị cáo đã hưởng lợi bất chính từ việc nhận hối lộ, tổng số tiền là trên 1,3 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo Phượng, Uyên, Ngọc Anh, Hùng, Huân, Dư, Hoa phạm tội nhận hối lộ. Riêng bị cáo Hoa còn phạm thêm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tòa tuyên phạt mức án từ 2 năm 3 tháng đến 7 năm 3 tháng tù giam. Bị cáo Hướng và Khanh phạm tội đưa hối lộ. Tòa tuyên phạt 2 năm 3 tháng và 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.